Vâng, sau khi mỗi lớp học là chúng tôi đều cho các học viên để thử sức mình bằng cách là người nam châm. Thì bây giờ là các học viên là mới học có 2 ngày thôi. Và tập trung vào chán. Có thể cho cao lên tí cũng được. Và còn học viên này vừa đến sáng nay, tức là buổi chiều nay là cho dính luôn. Tập trung chán, để thẳng, để thẳng. Và như thế các vị biết là tất cả là có thể dính vào tất cả mọi cái luân xa. Để cao lên, để cao lên, để cao lên. Đúng rồi. Vâng, tất cả cái này là không phải để biểu diễn các vị nhé. Tuân vào lấy 2 cái đĩa sứ nhỏ để dính luôn, để mọi người biết rằng là không phải sắt thép mà kể cả sứ gỗ cũng đều dính được. Và đây là khả năng đặc biệt của mỗi con người sau khi luyện cảm xạ năng lượng, và để chúng ta sẽ thấy điều này đó. Rồi nhấc xuống, rồi nhấc xuống nào, nhấc xuống đi, đừng để lâu trâu. Nhấc xuống, nhấc xuống, nhấc tay xuống, tháo nó ra. Ôi trời ơi. Vâng, chúng ta lại chờ một chút thì chúng ta sẽ dính dính cái đĩa sứ vào luân xa 6. Đĩa sứ nhỏ thôi, đĩa to quá, đĩa nhỏ chứ. Vâng, chúng ta biết là bộ môn cảm xạ năng lượng. Ôi cái đấy thì làm sao dính được nhỉ? Thế là đành phải đĩa kia vậy nhỉ? Cái này thì cởi áo thôi. Anh cởi áo ra đi để biểu diễn dính vào người đây. Cởi áo ra. Cởi áo phải thôi. Đấy là chúng ta sẽ chứng kiến đây là tất cả là không phải là có cái gì để trong người nhé. Mà chúng ta mang mấy cái đĩa đây, 4 cái đĩa đây cũng được. Mà đây là cái nội lực, đúng rồi, ta bắt quyết đi, ta bắt quyết đi, ta mở ấn đó, lau người cho anh ấy để mọi người thấy rằng là không có cái gì hết. Nào, vẫn được thẳng lưng vậy. Đúng rồi. Tập trung ở đây cho anh em. Đấy. Hít thở nhẹ nhàng bình thường, không phải gồng gì cả. Đây là 2 cái đĩa sứ các vị nhé, rất là to đấy. Hít nhẹ nhàng thôi. Hít thở đều đi ạ. Rồi. Không cần để mới thôi. Đưa cái thìa đây có thể dính vào trán chị này được. Dính đấy. Dính vào chán, dính đứng đấy là được luôn đấy. Đó, các vị thấy không? Đấy, dính vào chán của anh Châu đây. Cứ nhẹ thôi, nhẹ nhàng để vào cái là được thôi. Đó, chúng ta thấy chưa? Vâng, đây là những cái này là khả năng đặc biệt khi luyện tập cảm xạ năng lượng thì các vị, các bạn sẽ có một cái hào quang rộng lớn và có thể bao bọc để đỡ được tất cả các vật này. Nhiều người phân tích rằng là đây là chiến thắng lực hút trái đất rồi, có một cái người từ tính, nhưng mà tôi xin thưa quý vị các bạn, đây là cái đĩa sứ, đĩa bằng sứ chứ không phải bằng sắt, cho nên nó không thể có từ tính được. Mà đây là hào quang của những người học cảm xạ năng lượng sẽ có năng lượng mạnh và đã hút được, đã bao bọc được các vật thể này, và chúng ta nhìn như là họ đang hút vật thể đó vậy. Vâng, xin chúc mừng các vị. Và đây là người trợ lý của tôi, Vũ Văn Tuân. Thì các vị đến 27 Nguyễn Văn Dung đều gặp thầy Tuân và gặp thầy Nhật, thì chúng ta sẽ hướng dẫn ở đây. Rồi các em bỏ Tuân Tuân đỡ 2 cái đĩa trước. Rồi xin chào quý vị các bạn đã theo dõi chương trình này, và tạm biệt các quý vị. Hẹn gặp lại các quý vị vào các chương trình tiếp theo.
Mọi thông tin để đăng ký lớp học cảm xạ xin mời gọi số 0934 559 559, là đó là số điện thoại của tôi, đó là chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn, hoặc quý vị có thể xem trên website nguyễnngocson.vn, và đây là địa chỉ của lớp học ở tại 27 Nguyễn Văn Dung, website nguyễnngocson.vn hoặc cảm xạ.vn. Tạm biệt các quý vị và các bạn.